Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay giới thiệu về các mẫu linh kiện dùng gia đình và sự kiện. Ở đây sự kiện thì em chỉ có dòng combo 40 hàng xịn là Turbo Slick và combo gia đình là từ neo của JBL. Và các linh kiện thay thế như tép kèn, bát súp 30 rồi bát 25 Martin từ khủng kìa. Các bác cùng tham khảo mẫu ngày hôm nay nhé. Đây thì em giới thiệu cho tất cả các bác luôn. Các bác có muốn có tiếng trống mà sâu và mềm ấy thì các bác chơi cái dòng bát gân của nó là gân mút này. Bình thường các dòng khác có thể gân vải như này này, nhưng con này gân mút này. Bát 25 mà gân mút này là từ nó sẽ to bằng các cái dòng gân vải khác cùng bát 25. Từ 170 và côn 63. Từ to như này thì giúp cho tiếng bát nó chắc tiếng và gân mút thì nó sẽ trống rất là sâu. Từ 170 côn 63 bát 25 Martin. Và con này gân của nó là gân mút xốp. Gân mút xốp. Các bác đánh con này thì trống nó sâu lắm các bác nhé, vì nó là dòng từ to, đánh chắc và gân mút sẽ giúp cho tiếng trống sâu mềm. Đặc điểm cái dòng này thì các bác có thể nắp vào loa nằm là một này, thay vào loa nằm nhé, thay vào loa cây là hai này. Loa cây mà đánh các cái dòng gân mút này tiếng trống nó nội lực lắm. Còn đâu nếu loa full mà nắp con gân mút như này thì nó sẽ thiên về trống nhiều các bác nhé. Loa full thì thường thường anh em lấy nời nhiều, nhưng mà nắp vào loa full mà gân mút thì anh em sẽ lấy về vì tiếng trống nhá. Đấy. Đây là đôi bát 25 Martin gân mút từ rất là khủng. Các bác lưu ý cho em như thế. Còn tiếp đến thì là một đôi bát 30 neo bi JBL. Con này đít có 8 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. 30 neo bi JBL màng sần. Màng xếp ly gân 3 gân. Của từ neo côn 76. Hàng này thì sẽ ship vào cho khách hàng chơi karaoke gia đình. Với một cặp loa full 30 mà tiếng lời nó bí thì hôm nay bác mình thay một bộ combo từ neo. Tép neo RCF 450, neo nào nó neo bi côn dẹt. Côn nhựa và khe từ viền đồng nha các bác nhé. Màng đi. Cốc của nó cốc nhôm chạm nhúm màu vàng. Và phân tần của nó là chạy với phân tần là 004. Cái model này chạy 123 chở nhôm này. Đường check đây, đường bát đây. Đấy các bác nhé, ra một bát một check nó là như thế. Anh em lắp vào các cây cấu hình thùng loa full thì nó sẽ hát rất là sáng và nhẹ. Tiếp đến thì các bác có thể sử dụng các dòng tép kèn. Ở nhà em có cái dòng côn 34 thì là cái dòng rẻ, nhưng cái dòng côn 38 của JBL đây nó tiếng nó rất là hay và xịn luôn. Cái chạm của nó hai cái chạm nó quay về với nhau này, mẫu chuẩn của JBL. Các bác mà thích cái dòng xịn về đánh các cái dòng full 25 hoặc là công suất nhỏ thì các bác lấy cái con JBL côn 38 từ 100 và côn 38 nhé. Con này hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Nắp của nó là nắp nhựa nhưng mà nó là dòng côn dẹp và hàng xịn. Các bác lưu ý cho em là như thế. Còn có cái dòng cốc nhôm như cái dòng như kiểu của B3 thì nó sẽ rẻ hơn con này. Thì anh em chơi con này thì nó tiếng nó rất là hay, sáng tép lẩy lắm. Con này dựng như loài tuyệt vời luôn. Tiếp đến là một cái bát súp 30. Cái này thì là cái vòng này. Gân của nó gân béo và màng xếp ly từ 140 và côn 51. Dòng này em sẽ gửi cho một bác khách. Bác ý để làm súp hơi. Đấy. Bình thường các dòng này thì đánh các cái dòng mạch súp hai sò đúng không ạ? Nhưng bác ý đã có một cái con âm ly chắc là thừa hay gì đấy thì lấy ở nhà có một cái rồi và lấy thêm một cái này nữa về để thành súp hơi. Có nhiều người thì thích súp hơi và có nhiều người thì thích súp điện. Cái thích hay không không quan trọng, mà cái quan trọng là các bác phải có đồ để chơi. Bình thường thì mình có súp điện thì nó có mạch rồi thì các bác cứ cài vào là xong. Còn đâu súp hơi thì các bác cắt cốt. Đấy. Tiếp đến đây là combo của Turbo. Thì combo này siêu vip rồi. Anh em cùng nhìn này. Thì các cái combo này thì em cũng đang dựng lên loa và test chất nhạc rất là nhiều. Tép neo BNC côn 75 dây dẹt cốc nhôm. Và con này của nó là từ bi khe từ có viền đồng. Con này bi sáng bóng khít đều ở trên thị trường. Cái dòng tép này trên thị trường thì có rất là nhiều loại, các bác lưu ý. Nhưng các bác đã mua của ai một cặp tép này rồi đấy, các bác em cho tất cả các bác test hay hơn các bác mới phải lấy. Riêng cái dòng tép mà giống như thế này, vì em cam kết hàng của em nó khỏe mà nó hay. Đấy. Trên thị trường có mấy loại nè. Và cái loại giống như này mà loại rẻ em cũng có các bác nhé. Nhưng mà hàng em chỉ giao thợ thôi. Còn bán lẻ cho anh em thì em cũng vẫn bán mẫu này.
Và tiếp đến thì là một đôi phân tần của cái dòng 820. Có bo chống cháy này, hai chở nhôm này. Đấy, phân tần của SH820. Ra một bát một chiếc, in là đừng vào. Và dòng này chặn nhún. Các bác nào cứ thay thế sửa chữa thùng loa thì cứ liên hệ cho em để lấy linh kiện. Còn đâu anh em mà thích dựng combo này vào để thùng loa thì cứ liên hệ cho em. Con này màng xếp ly, gân vải tẩm dầu 2 gân. Từ 190 các bác nhá. Từ 190 và côn của nó là 86. Côn 86 rất là khỏe luôn. Dâu là bọc dây điện, cổ côn đánh keo sữa. Bích dày và từ rất là dày. Từ 190 nhưng mà cái viên từ nó rất là dày và to này. Bình thường các dòng khác từ nó mỏng ở đây này. Con này từ rất là dày. Côn 86. Con này công suất rất là lớn luôn. Con này đánh các dòng đẩy đủ công suất 800W mới đánh được con này. J6015 là mã của sản phẩm và con này của nó là Turbo Solix 1300W trên trở kháng 8 ohm. Công suất của mắc của nó. Và đít bác của nó có đôi 46 cái lốt để tỏa khí tỏa nhiệt và con này của nó là đít lồi. Xương hình chữ X này. Đấy. Thì anh em mà ghép với cả tép neo thì tiếng trống căng hát sáng tiếng và tiếng tép sáng thì giúp cho cái loa nó rất là hay. Anh em quan tâm đến các cái linh kiện em đang giới thiệu ở đây thì liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng và em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác qua đường bưu điện nha các bác nhé. Và các bác có thể có nhu cầu với các dòng phễu khác nhau, vuông chữ nhật này, được vuông 12 12 để kết nối với cái cặp tép này. Vâng, các bác có nhu cầu đến mẫu linh kiện nào thì liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng nhé.